Thanh Hoàng kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vợ chồng của cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp bị bắt trong thời gian gần đây, nguyên Thủ tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an mời lên làm việc 5 lần tại số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, thì sáng ngày 5 tháng 8, Phúc có đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra xin được phục vụ cơ quan tố tụng tại nhà riêng vì lý do đang mắc bệnh hiểm nghèo. Nguyễn Xuân Phúc trình bày mắc bệnh nhưng Phúc thì vẫn lượn lờ tham gia các hội nghị nhằm chứng minh bản thân mình vẫn bình thường và không có chuyện gì xảy ra. Tối ngày 7 tháng 8 vừa qua thì Nguyễn Xuân Phúc có tham gia lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Thượng Đức tại Quảng Nam với tâm trạng mệt mỏi, bất an và chán trường nên hình ảnh của Nguyễn Xuân Phúc bị hạn chế đăng trên các mặt báo của tỉnh Quảng Nam. Hiện nay cơ quan điều tra có đủ bằng chứng khẳng định Nguyễn Xuân Phúc nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhận của bà Trương Mỹ Lan vạn thịnh phát 100 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên thì Phúc vẫn đang chối cãi và có khả năng nay mai sẽ phải thỏa hiệp để xin giảm nhẹ hình phạt. Chúng ta hãy tưởng tượng là 100 triệu đô la Mỹ đổi ra tiền Việt Nam nó sẽ là bao nhiêu tỷ. Chúng ta chờ xem công lý có được thực thi hay không. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Quan trọng là chủ lò mới sẽ làm như thế nào mà thôi. Hiện nay thì thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm mặc dù với mới vừa mới lên chức thứ trưởng Bộ Công an nhưng vẫn là người đứng đầu cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an với cương vị là cục trưởng C03. Thời gian tới thì đại tá Nguyễn Quang Phương sinh năm 1976 quê quán Quảng Ninh hiện là cục phó C03 sẽ lên nắm giữ chức vụ cục trưởng C03 kế nhiệm thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm. Nguyễn Xuân Phúc có lẽ sắp bị bắt. Ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên thủ tướng chính phủ, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị Ủy ban kiểm tra Trung ương gọi lên làm việc liên quan đến tài liệu chứng minh nhận hối lộ để tránh bị phát giác khối tài sản nhiều ngàn tỷ đồng bà Thu đã nhờ Bùi Thị Thu Hà là vợ của thiếu tướng Đàm Thanh Thế đứng tên dùm. Đàm Thanh Thế là người có họ hàng với Nguyễn Xuân Phúc, anh em đàng mẹ của Nguyễn Xuân Phúc. Hồi cuối năm 2013, Đàm Thanh Thế xin biệt phái từ ngành công an để chuyển sang làm vụ trưởng văn phòng chính phủ, thư ký riêng của Nguyễn Xuân Phúc. Lúc đó ông Phúc là phó thủ tướng trưởng ban chỉ đạo 389. Tháng 7 năm 2016, sau khi Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng chính phủ, Đàm Thanh Thế được bổ nhiệm giữ chức tránh văn phòng thường trực BCD 389 đây là cơ quan trung ương quyền lực chỉ đạo các hoạt động chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả của chính phủ. Có thể nói Đàm Thanh Thế nắm giữ một vị trí trung gian rất là mầu mỡ, có quyền lực rất là lớn và kiếm được rất là nhiều tiền trong hơn 5 năm ở đây. Khi đang làm Thủ tướng thì Nguyễn Sức Phúc dùng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Trung tướng Trần Văn Vệ, Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát khởi tố bắt giam nhiều cán bộ doanh nghiệp để trả thù cá nhân cũng như là tiêu diệt đường chính trị của họ nhằm rộng đường thăng tiến của mình. Điển hình như là vụ án liên quan đến Vũ Nhôm tức Phan Văn Vũ khi chứng cứ kết tội dựa vào suy đoán của cơ quan tố tụng người bán đất công vụ là nhà nước là nguyên nhân của phạm tội thì không xét xử mà lại đi xét xử kẻ mua. Tại tòa án ngày 1 tháng 7 năm 2020 Vũ Nhôm hỏi quan tòa có chứng cứ nào để khẳng định bị cáo cấu kết với lãnh đạo Đà Nẵng Quan tòa trả lời dựa vào kết luận điều tra và cáo trạng đủ chứng minh có sự cấu kết. Thực trạng này phản ánh nền tư pháp ở giữa Cộng sản Việt Nam không dựa trên hiến pháp và công lý hay là sự thật mà tùy vào ý chí chủ quan của lãnh đạo và việc mua bán công lý. Hơn nữa, Nguyễn Xuân Phúc còn cướp cảng Quy Nhơn, công ty cổ phần cảng Quy Nhơn do doanh nghiệp tư nhân Lê Hồng Thái quản lý để chuyển giao cho con rể của ông Phúc đó là Vũ Trí Cường. Còn nguồn tiền ở đâu để đầu tư cho ông Phúc yêu cầu Đỗ Quang Hiển, Bầu Hiển phải chi ra. Nguyễn Xuân Phúc còn dùng trung tướng Trần Văn Vệ để khởi tố bắt giam nhiều xe cánh của Tô Lâm, Trần Đại Quang. Chẳng hạn như là vụ đại án đại tá Nguyễn Duy Linh, Cục Phó Cục Tình Báo Bộ Công an, con trai của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh thủ trưởng cũ của Tô Lâm. Và đây được xem là những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và Tô Lâm. Năm 2019, ông Phúc bật đèn xanh cho tướng Trần Văn Vệ, Phó thủ trưởng thường trực cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an sơ gáy đại tá Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa thầy bói về tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Hồ Hữu Hòa vốn là một thầy phong thủy nên thân quen với nhiều ủy viên bộ chính trị và các tướng lĩnh bên công an quân đội. Đại tá Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ từ Phan Văn Vũ tức Vũ Nhôm với số tiền nhiều triệu đô la Mỹ, nhưng nhờ bộ trưởng công an Tô Lâm nên Nguyễn Duy Linh chỉ bị buộc nhận 5 tỷ tuyên án 14 năm tù. Theo giới tạo tin thì Nguyễn Duy Linh mang tiếng ngồi tù nhưng cũng chỉ như là đi nằm viện nghỉ dưỡng. Nguyễn Duy Linh là con trai duy nhất của tướng hưởng, một bố già khét tiếng trong ngành công an. Theo tin đồn do nhục nhã và cây cú tướng hưởng đã về đã thề là sẽ bắt cho bằng được Nguyễn Xuân Phúc. Sắp tới Nguyễn Xuân Phúc có thể sẽ bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Còn trung tướng Trần Văn Vệ có bị khởi tố vì liên quan đến tội bỏ lọt tội phạm và bảo kê cho đánh bạc hay không thì chúng ta cũng phải còn chờ. Những nhân vật liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc nguyên đệ nhất phu nhân Trần Thị Thu Nguyệt bị nhiều người lên án đó là độc ác và tham lam, sống không có liêm sỉ. Quá khứ của Thu thì quá nhơ nhớp khi mà làm nhân viên massage cho khách sạn Thu Bồn Đà Nẵng, còn chức danh kế toán cho khách sạn chỉ là màn thưa che mắt thánh. Có nhiều tài liệu của cơ quan an ninh kinh tế chứng minh năm 2016 cho đến năm 2020, Trần Thị Nguyệt Thu đã cấu kết với nhiều đối tượng đầu cơ tài chính lũng đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam. Cá nhân của Trần Thị Nguyệt Thu được hưởng lợi bất chính 12.000 tỷ Việt Nam đồng từ nguồn tiền chứng khoán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có khả năng sẽ khởi tố bắt giam Nguyên Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về tội nhận hối lộ, bà Trần Thị Nguyệt Thu về tội thao túng thị trường chứng khoán và sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán. Tính trước ngày hoạn nạn này không sớm thì muộn sẽ xảy ra để tránh mang tiếng cũng như là bị liên đới. Thiếu tướng Đàm Thanh Thế có họ hàng với ông Phúc. Anh em đằng mẹ của ông Phúc đã viết đơn xin ly dị bà Bùi Thị Thu Hà. Bà Hà là người đứng tên tài sản của gia đình Nguyễn Xuân Phúc và hiện nay thì bà Hà thường xuyên đến khu biệt thự Tây Hồ Hà Nội sống cùng với gia đình ông Phúc. Còn Trung tướng Trần Văn Vệ có khả năng bị bắt về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án bỏ lột tội phạm và tội nhận hối lộ bảo kê đánh bạc trên không gian mạng. Tướng vệ sống với tâm lý lo sợ và hoang mang suốt mấy năm qua vì sợ gia đình của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an, trả thù. Và nguyên do là vì tướng vệ thu thập chứng cứ ngụy tạo, cấu thành hồ sơ tạo tiền đề cho Trung tướng Đỗ Văn Hoành khởi tố bắt giam Nguyễn Duy Linh, con trai của tướng Hưởng. Do đó, tướng vệ đã bán căn nhà số 5 Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội và đến sống cùng với gia đình con gái Trần Vân Anh, sinh năm 1993. Trần Văn Anh có chồng là đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, đang giữ chức bí thư Lạng Sơn, nơi mới xảy ra vụ nguyên gia lãnh đạo công an tỉnh này làm giám điệp cho Trung Quốc đoàn được biết đến với sự thăng tiến thần tốc từ giám đốc công an huế cho đến phó bí thư huế rồi bí thư lạng sơn với trình độ yếu kém năng lực hạn chế đoàn chỉ có thể tiến thân bằng cách cặp bồ với các phụ nữ có chồng là quan chức vợ đầu của đoàn chết vì tự sát khi nghe tin đoàn cặp với bà thanh tên đã được thay thế vợ chết nhưng đoàn không về lo tang sự cho vợ nhiều lần đoàn xin làm thứ trưởng Bộ Công an nhưng đều bị từ chối vì ai cũng biết đoàn sống kiểu thượng đội hà đạp, tình dục quý hơn là tình người. Tuy được nhạc phụ bơm tiền để chạy chức thứ trưởng nhưng tiền mất tật mang. Hiện nay thì đoàn đang bị điều tra bởi những sai phạm hồi thời làm giám đốc công an và phó bí thư tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến tội tham ô tài sản, cấp phép nhiều mỏ đất hiếm, trái phép, thả người trái pháp luật. Trở lại với chuyện tướng Trần Văn Vệ, ông có đệ tử thân tín đó là Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, hiện nay là Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Hồi năm 2020, ông Quỳnh có nhận của Huỳnh Đức Thơ, nguyên bí thư Đà Nẵng nhiều triệu đô la Mỹ để giúp Thơ thoát tội. Thơ hiện nay đang mua nhà ở bên Úc để tìm đường chạy trốn. Cần biết thêm, đại tá Đặng Xuân Quỳnh hiện nay đang trong tầm ngắm với cáo buộc làm gián điệp cho tình báo Hoa Nam Quỳnh cũng là cánh tay phải của Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quỳnh được cài cắm nhằm cung cấp thông tin tình báo kinh tế cho Hoa Nam. Hiện nay thì Phạm Minh Chính đang cân nhắc giới thiệu Phước vào chức danh Phó Thủ tướng. Còn về cái chết của Vũ Tiến Lộc, một nguồn tin nội bộ tiết lộ nguyên nhân cái chết của Vũ Tiến Lộc như sau. Ông Vũ Tiến Lộc sinh năm 1960, quê quán Thái Bình, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chết bất thình lình. Nguyên nhân báo điện tử VN Express cho biết rằng ông Vũ Tiến Lộc bị đột quỵ và qua đời ở tuổi 64 lúc 5 giờ sáng ngày 5 tháng 8 năm 2024. Nhưng nguồn tin từ phía gia đình cho biết ông đã uống thuốc độc tự sát và ông có để lại di chúc nhưng không đề cập gì đến lý do cái chết của mình. Hiện nay thì gia đình từ chối cho cơ quan pháp y giám định. Vợ Vũ Tiến Lộc cho biết cách đây 2 tuần, ông có đi ăn tiệc với gia đình của Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu. Khi về nhà thì ông tỏ ra buồn phiền và ít nói. Được vợ gặng hỏi thì ông trả lời. Ông Xuân Phúc dặn anh nên đi xa một thời gian, yên ổn rồi về căn nguyên sự việc là trong thời gian khi Nguyễn Xuân Phúc làm phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho đến khi làm thủ tướng 2006 đến 2021, ông Vũ Tiến Lộc đã dẫn Trương Mỹ Lan đến gặp và giới thiệu mối quan hệ đi lại với ông Nguyễn Xuân Phúc cũng như là bà Lan nhiều lần nhờ ông Vũ Tiến Lộc đưa tiền quà biếu cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Được biết, ông Lộc nổi tiếng với biệt tài là thích nịnh, cứ gặp lãnh đạo là ông cười và nịnh bợ một cách vô hồn không cảm xúc thật hiện nay vũ tiến lộc qua đời nhưng con đường đi vào lao lý của nguyên thủ tướng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và nguyên đệ nhất phu nhân trần thị nguyệt thu có lẽ không còn vùng cấm cổ nhân có câu ác giả ác báo thật đúng trong hoàn cảnh này việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác với tô đại tướng hiện nay khi mà lên ngồi ghế tổng bí thư thì ông ta sẽ cố gắng sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo và ý nghĩa của nó là gì Sáng 6 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt đã họp đánh giá kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ của tháng 8 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo báo điện tử chính phủ, sau khi lãnh đạo chủ chốt và thường trực ban bí thư thảo luận, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kết luận một số nhiệm vụ của Đảng và hệ thống chính trị phải tập trung giải quyết trong thời gian tới theo cách đưa tin thì có thể hình dung sáu nhân vật trong ảnh của phiên họp được chia làm ba thành phần thứ nhất là các đồng chí trong tứ trụ mà hiện thời chỉ còn có tam trụ vì tổng bí thư đã kiêm luôn chủ tịch nước ông phạm minh chính là thủ tướng chính phủ và ông trần thanh mẫn là chủ tịch quốc hội thứ hai là đại tướng lương cường thường trực ban bí thư và thành phần thứ ba là bộ phận giúp việc gồm có thượng tướng công an nguyễn duy ngọc và tô ân sô Giới quan sát chú ý đến à, tuyên bố và hành động của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông đề cập đến nhiều đề tài trong cuộc họp, nhưng nhấn mạnh nhiệm vụ trung tâm đó là cần sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo. Tổng bí thư tiếp tục chỉ đạo công tác nhằm bảo đảm tốt đối với hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng và chuẩn bị đại hội lần thứ 14 theo đúng lộ trình. Nhưng đâu phải đến bây giờ mà cách đây nhiều năm, đặc biệt là từ tháng 10 năm trước đây, thì Tô Lâm đã tính đến chuyện kiện toàn các chức danh lãnh đạo một cách vô tiền khoáng hậu. Ngày 30 tháng 10 năm 2023 dưới sự yểm trợ của Tô Lâm, bây giờ là lúc bấy giờ là bộ trưởng Bộ Công an, Ban Bí thư đã điều thiếu tướng Vũ Hồng Văn em vợ cũ của ông về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương để ngày 8 tháng 8 năm 2024 vừa qua thì Bộ Chính trị đã chuẩn y tiếp Vũ Hồng Văn giữ chức phó chủ nhiệm cơ quan này. Và theo thông tin nội bộ thì ông Văn sẽ thay chủ nhiệm Trần Cẩm Tú. Mối quan hệ tương sinh tương khắc giữa Bộ Công an Ủy ban Kiểm tra Trung ương tạo nên sự hài hòa giúp điều chỉnh giữ quan trọng cho sự cân bằng và phá vỡ một siêu bộ của chính phủ và những bộ quan trọng của đảng cho thấy tầm nhìn của ngài Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Vũ Hùng Văn à, tại buổi lễ chúc mừng Thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Công an tô Lâm đã nhấn mạnh việc điều động này là xuất phát từ yêu cầu nhiệm kiểm tra trung ương và kiện toàn các cơ quan kiểm tra giám sát chuyên trách của Ban chấp hành trung ương. Nhưng Vũ Hồng Văn là ai? Theo tiểu sử trên trang Quốc hội thì Ông Văn sinh năm 1976 đã công tác trong Bộ Công an từ năm 1995, kinh qua nhiều chức vụ gồm có Phó Chính ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ thuộc Bộ Công an. Nhưng theo một số nguồn tin nội bộ thì Vũ Hồng Văn là lính nghĩa vụ chuyển ngạch quân nhân chuyên nghiệp và ông đã vượt khung kịch trần thiếu tá để lên đến cấp hàm tướng nhưng trong các cú bẻ lái trước đó thì phải kể đến chủ tịch nước tô lâm thông qua một hội nghị nội bộ của bộ công an đã ép được bộ chính trị phải đề cử thượng tướng lương tam quang giữ ghế bộ trưởng công an việc ông quang chưa vào bộ chính trị mà đã thăng lên đến bộ trưởng bộ công an là điều chưa từng có từ sau năm 1975 Cú sáu bài có 102 này diễn ra chiều 6 tháng 6 năm 2024 khi mà Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Quyết định này đã vô hiệu hóa quyết định số 439 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký 22 tháng 5 năm 2024 về việc giao cho Thượng tướng Trần Quốc Tỏ điều hành Bộ Công an. Như vậy, không chỉ Bộ trưởng Thượng tướng Lương Tam Quang mà cả Phó chủ nhiệm Thiếu tướng Vũ Hồng Văn Tân Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Thế Tùng và Tránh Văn Phòng, Ban chấp hành Trung ương Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, tất cả đều có gốc gác từ tiểu kinh đô Hưng Yên của Tô Đại Tướng. Sau kỷ nguyên Thanh Hóa, thời của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và giờ đây trước mắt đó là Bộ Hưng Yên sẽ lãnh đạo Bộ Chính trị. Phát biểu 3 tháng 8 năm 2024, ngày mà Tô Lâm được Trung ương bầu làm Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tổng Bí Thư cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng của người tiền nhiệm. Nguyễn Phú Trọng Và ngay trong ngày cùng ngày thì Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và ba ủy viên Trung ương Đảng đã phải thôi chức vì vi phạm. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam có một lúc có đến bốn ủy viên đương chức bị loại khỏi ban chấp hành Trung ương. Trong đó có một bí thư Trung ương kiêm Phó Thủ tướng. Cũng giống như là các trường hợp bị kỷ luật trước đây thì các ủy viên trung ương này được cho là đã tự đệ đơn xin nghỉ vì nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và trước nhân dân. Tại cuộc họp hôm 3 tháng 8 sau khi được bầu làm tổng bí thư, Tô Lâm đã khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục công tác phòng chống tham nhũng một cách mạnh mẽ với phương châm như cũ là không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực theo tường thuật của báo chí trong nước. Với cái chết đầy bất ngờ của tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, đại biểu Quốc hội Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế VIAC, Nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, cộng đồng mạng xã hội đã rộ lên tin đồn liên quan đến vợ chồng của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và vợ là Trần Thị Nguyệt Thu, Tờ Thời báo từ Đức loan tin vợ chồng ông Phúc bị cấm xuất cảnh vì có liên quan đến việc nhận hối lộ từ bà Trương Mỹ Lan và từ vụ Việt Á. Ông Vũ Tiến Lộc hồi bây giờ đã dẫn mối cho ông Nguyễn Xuân Phúc như vừa mới nói ở trên. Nếu như tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho bộ đôi củi gộc Phúc thu vào lò, mũi tên của Tô Đại tướng sẽ găm được nhiều đích. Thứ nhất là người đứng đầu Đảng Cộng sản vừa trúng cử sẽ được lòng đại bộ phận dân chúng vốn oán hận ngút trời vì đảng và nhà nước đến tận bây giờ vẫn chưa chịu công bố ai là trùm cuối của vụ đại án rúng động toàn quốc. Thứ hai là tổ đệ tướng sẽ ghi điểm tuyệt đối cho tuyên bố hôm 3 tháng 8 những tuyên bố trước đây rằng ông sẽ chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử một vụ cảnh tỉnh cả vùng. Thứ ba là dư luận xã hội cho rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trước đây cũng tuyên bố như là ông Tô Lâm hiện nay. Tuy nhiên thì ông Trọng vẫn chưa ra một số vùng né. Đó là ngoại trừ trường hợp Đinh Lạc Thăng. Đảng của ông vẫn chưa dám truy tố hình sự các ủy viên bộ chính trị, các thành viên trong tứ trụ. Và nay thì Tô Đại Tướng đã nêu gương và nói đi đôi với làm. Nếu không, một sự bất tín, vạn sự bất tín. Vậy, tại sao Tô Lâm vừa mới lên, bốn ủy viên trung ương đã bị mất chức? Việc có đến 4 ổ ủy viên Trung ương Đảng bị thôi chức ngay trong ngày ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí Thư vừa là dấu hiệu cho thấy công cuộc chống tham nhũng sẽ không ngừng nghỉ, vừa là động thái để dân đe củng cố quyền lực của Tô Lâm. Các ủy viên Trung ương Đảng phải ra đi gồm có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, đồng thời cũng là Bí Thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính, Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí Thư Quảng Ninh, Nguyễn Xuân Ký và Bí Thư Tuyên Quang, Chậu Văn Lâm. Thông cáo được Trung ương Đảng phát đi sau khi mà hội nghị toàn thể hôm 3 tháng 8 cho biết bốn vị này có một số vi phạm theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương không nói rõ vi phạm gì. Trước đó một ngày thì hội nghị Trung ương Đảng đã bỏ phiếu với tỷ lệ tuyệt đối 100% để suy tôn Tô Lâm, Chủ tịch nước lên làm lãnh đạo tối cao của Đảng thay cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mới qua đời. Báo chí trong nước đồng loạt đưa tin. Tại cuộc họp báo ngay sau đó thì tân Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục công tác phòng chống tham nhũng một cách mạnh mẽ với phương châm như cũ là không ngừng nghỉ. Một loạt ủy viên trung ương phải ra đi, ngay ngày Tổng Bí thư mới lên nắm quyền là điều chưa từng thấy trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Nguyễn Quang A, nhà quan sát chính trị ở Hà Nội nói cho thấy rằng ông Tô Lâm cờ đến tay là phất và phất một cách rất là quyết liệt. Nó có thể là lời dân đe đối với những người khác rằng từ nay đến đại hội 14 thì sắp xếp lại nhân sự nằm trong tay Tổng Bí Thư mới, ông nhận định. Theo Nguyễn Quang A thì động thái này chắc chắn có tác dụng làm cho các ủy viên Trung ương phải sợ Tô Lâm. Ông dẫn ra việc mặc dù bốn ủy viên Trung ương buổi chiều bị mất chức nhưng buổi sáng hôm đó vẫn cùng với toàn thể Trung ương Đảng bỏ phiếu 100% cho Tô Lâm ông A cho rằng đây là điều kỳ lạ và nó cho thấy sự kinh sợ của các ủy viên trung ương trước tổ lâm. Tuy nhiên thì nhìn ở bên ngoài thì nó lại gửi một thông điệp về cuộc chiến chống tham nhũng vốn là di sản mang dấu ấn của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng theo lời của nhà quan sát này. Thông điệp là công cuộc đốt lò vẫn tiếp tục bởi có những người và những vụ việc đã khởi động từ thời của ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì và công cuộc chống tham nhũng nhiều hồ sơ có sẵn rồi thì những việc đấy vẫn được tiếp tục. Ông A nói và cho rằng việc này có tác dụng tuyên truyền rất lớn đối với người dân. Nhưng việc đảng không công bố vi phạm của bốn ủy viên trung ương bị mất chức lại không hề làm cho người dân tin tưởng vào quyết định chống tham nhũng của Tổng Bí Thư mới. Người dân sẽ cho rằng các ông ấy đang đánh nhau, ông nói thêm. Theo lời của Nhà quan sát này thì do chế độ độc tài sinh ra tham nhũng và không thể chống tham nhũng, nên có lý do để tin rằng việc chống tham nhũng là để loại bỏ những người không theo ý của mình. Từ thủ đô Washington DC, luật sư Lê Quốc Quân, một nhà bất động chứng kiến nhận định rằng đây là động thái củng cố quyền lực của Tô Lâm. Làm việc bao giờ cũng phải có ekip và Tô Lâm lên làm tổng bí thư chủ tịch nước thì cần phải có ekip mới của mình và những người nào không hợp với ông hoặc không thuộc phe cánh của ông hoặc là phe đối lập thì ông ấy à, sẽ là một thời điểm phải thanh trừng để củng cố quyền lực cho chính mình ông quân nói ông lưu ý việc báo chí việt nam dùng từ suy tôn để mô tả ông tô lâm được trung ương đảng bầu làm tổng bí thư với số phiếu được cho là tuyệt đối về việc đảng ra thông báo kỷ luật ngay ngày ông tô lâm lên nắm quyền ông quân phân tích nó củng cố quyền lực ngay lập tức, củng cố quyền lực một cách quyết liệt và đưa ra một thông điệp và sẵn sàng xử lý bất cứ đối tượng nào. Về thông điệp chống tham nhũng qua động thái trên thì luật sư này cũng cho rằng thông điệp chống tham nhũng của Tô Lâm là công khai rõ ràng và mạnh mẽ là ông ấy sẽ đi theo đường hướng của Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông nhắc lại việc Tô Lâm trong suốt quá trình đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng đã triệt hạ các đối thủ để bây giờ thì đường ông ấy rộng thanh thang để ông ấy tiếp tục bước lên trên vị trí cao hơn. Bây giờ thì dân chúng đã nhìn thấy rất là rõ và họ thấy không phải kỷ luật là chống tham nhũng mà chỉ là cái cớ mà thôi, cái cớ để người ta triệt hạ lẫn nhau nhằm củng cố quyền lực. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sẽ phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi